Lại nữa, thiện hiện, nếu các Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề, thì nên thử hỏi kỹ các Bồ Tát khác, Bồ Tát làm thế nào để tu tập tất cả pháp Bồ đề phần, phát khởi tâm nào để làm cho Bồ Tát tu tập không vô tướng vô nguyện, Bồ Tát vô sanh vô diệt, vô khởi vô tận vô tánh thật tế, mà chẳng chứng đắc nhưng vẫn tu bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, nếu các Bồ Tát khác khi được hỏi như vậy mà trả lời, các đại Bồ Tát chỉ nên tư duy về không hoặc vô tướng cho đến niết bàn, chứ chẳng chỉ dạy cần phải ghi nhớ, không từ bỏ tất cả hữu tình, cứu độ bằng phương tiện quyền xảo thù thắng, thì nên biết Bồ Tát đó chưa từng được chư Phật thọ ký về bất thối truyền quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề. Vì sao? Vì các Bồ Tát đó chưa thể chỉ dạy phân biệt rõ ràng về địa vị bất thối truyền và pháp tướng bất cộng của các chúng Bồ Tát. Vì chẳng biết rõ ràng người ta thưa hỏi về các hành trạng tướng của địa vị bất thối truyền và cũng chẳng thể trả lời được. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, và lại có nhân duyên biết được đó là các Bồ Tát bất thối truyền không? Phật bảo thiện hiện, cũng có nhân duyên để biết các Bồ Tát đó là bất thối truyền, nghĩa là có Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, hoặc nghe hay chẳng nghe, cũng có thể trả lời đúng những điều người ta thưa hỏi trước đây, và có thể thực hành đúng các hạnh của Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền. Do nhân duyên này, biết Bồ Tát đó là bất thối truyền. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì có nhiều Bồ Tát cầu học quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề, mà lại ít có vị có thể trả lời đúng được? Phật bảo thiện hiện, tuy có nhiều Bồ Tát cầu học quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề, nhưng ít có Bồ Tát được thọ ký đắc trí tuệ vi diệu ở địa vị bất thối truyền. Nếu có vị nào được thọ ký như đây, thì vị ấy có thể trả lời đúng. Thiện hiện nên biết, các Bồ Tát này căn lành trong sáng, trí tuệ rộng sâu, thế gian, trời, người, a tố lạc, vân vân, không thể phá hoại được, nhất định sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát cho đến trong giấc mộng cũng chẳng ưa thích các pháp trong ba cõi, cũng chẳng khen ngợi tất cả pháp của địa vị thanh văn độc giác, tuy quán các pháp như những gì thấy trong giấc mộng, nhưng đối với niết bàn không thủ không chứng, thì nên biết đây là tướng các Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát trong giấc mộng thấy Như Lai ứng chánh đẳng giác ngồi tòa sư tử và thuyết pháp cho vô lượng vô số trăm ngàn vạn ức chúng bí xô đang cung kính vây quanh, hoặc thấy tự thân có việc như vậy, thì nên biết đây là tướng các Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát trong giấc mộng thấy Như Lai ứng chánh đẳng giác với đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm, có hào quang chiếu sáng rực rỡ bao trùm quanh xa một tầm, cùng vô lượng chúng phóng lên giữa hư không, thì hiện các đại thần thông để giảng thuyết chánh pháp, và hóa ra các vị hóa sĩ bảo đi đến vô biên cõi Phật ở phương khác để thi hành các Phật sự, hoặc thấy tự thân có việc như vậy, thì nên biết đây là tướng các Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền. Lại nữa thiện hiện, hoặc các Bồ Tát trong giấc mộng thấy kẻ giặc dữ phá hoại thành ấp, hoặc thấy lửa cháy bùng lên thiêu đốt xóm làng, hoặc thấy sư tử, cọp sói, thú dữ, rắn độc, bò cạp muốn đến hại thân, hoặc thấy oan gia muốn chém đầu mình, hoặc thấy cha mẹ, vợ con, thân tộc sắp chết, hoặc thấy chính mình có các việc khổ sắp ép ngặt. Tuy thấy nhiều việc khủng bố đáng sợ như vậy, nhưng không kinh hãi, cũng không lo buồn. Từ giấc mộng thức dậy liền tư duy ba cõi chẳng chân thật, tất cả đều như chiêm bao. Khi ta đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề sẽ thuyết pháp cho các hữu tình biết. Ba cõi đều hư vọng như chiêm bao, thì nên biết đây là tướng các Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền. Lại nữa thiện hiện, hoặc các Bồ Tát cho đến trong giấc mộng thấy có các loại hữu tình ở cảnh giới địa ngục, bàng xanh, ngạ quỷ, liền nghĩ, ta phải siêng năng tu tập các hạnh của Đại Bồ Tát để mau thẳng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề. Ở trong quốc độ của ta không có tên của những cảnh giới như địa ngục, bàng xanh, ngạ quỷ. Từ giấc mộng thức dậy cũng nghĩ như vậy. Thiện hiện nên biết, các Bồ Tát này ngay khi thành Phật, quốc độ của các ngài thanh tịnh, quyết định không có nẻo ác và tên của nẻo ác, nên biết đây là tướng các Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền.
Lại nữa, thiện hiện, nếu các Bồ Tát trong giấc mộng thấy lửa thiêu đốt các loài hữu tình trong địa ngục, vân vân, hoặc lại thấy thiêu đốt xóm làng, thành ấp, liền phát thệ nguyện. Nếu ta đã được thọ ký bất thối truyền sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì nguyện lửa dữ này lập tức tắt ngay và biến thành mát mẻ. Nếu Bồ Tát này phát nguyện như vậy xong, trong giấc mộng thấy lửa ấy liền tắt, thì nên biết đây là Bồ Tát đã được thọ ký thành bất thối truyền. Nếu Bồ Tát này phát nguyện như vậy xong mà trong giấc mộng thấy lửa không tắt ngay, thì nên biết đây là Bồ Tát chưa được thọ ký thành bất thối truyền. Lại nữa, thiện hiện, nếu các Bồ Tát khi thức dậy, ngay khi đó thấy lửa dữ cháy bùng lên thiêu đốt các thành ấp hoặc thiêu đốt xóm làng, liền nghĩ, ta trong giấc mộng và ngay khi thức dậy từng thấy tự thân có tướng các hành trạng của địa vị bất thối truyền, nhưng chưa rõ thật hư. Nếu điều ta thấy là thật có, thì nguyện lửa dữ này lập tức tắt ngay và biến thành mát mẻ. Thiện hiện, nên biết nếu Bồ Tát này phát thệ nguyện nói lời chân thật như vậy, bấy giờ lửa dữ lập tức tắt ngay, thì nên biết đây là Bồ Tát đã được thọ ký bất thối truyền. Còn nếu Bồ Tát này phát thệ nguyện nói lời chân thật như vậy mà lửa chẳng tắt ngay, thì nên biết đó là Bồ Tát chưa được thọ ký thành bất thối truyền. Lại nữa, thiện hiện, nếu các Bồ Tát khi thức dậy thấy lửa đốt cháy các thành ấp hoặc đốt cháy xóm làng, liền nghĩ, ta trong giấc mộng hoặc ngay khi thức giấc từng thấy mình có tướng các hành trạng của địa vị bất thối truyền. Nếu những điều ta thấy đó chắc chắn là thật có, thì nhất định ta sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nguyện lửa lớn này lập tức tắt ngay và biến thành mát mẻ. Thiện hiện, nên biết các Bồ Tát này phát thệ nguyện chân thật như vậy xong, bấy giờ lửa dữ không tắt ngay, còn đốt cháy từ nhà này lan qua nhà khác, từ làng này lan qua làng khác, lần lượt như vậy lửa đó mới tắt. Thì nên biết các Bồ Tát này chắc chắn đã được thọ ký bất thối truyền, nhưng bị đốt cháy là do các hữu tình đó tạo nghiệp phá hoại chánh pháp tăng trưởng. Hữu tình đó do nghiệp này trước hết bị đọa nẻo ác, trong vô lượng kiếp chịu quả khổ nặng, nay được sanh trong loài người tiếp tục chịu dư báo tai ương kia, hoặc do nghiệp này sẽ đọa nẻo ác, trải qua vô lượng kiếp chịu quả khổ nặng, nay ở loài người chịu chút tai họa còn thừa ở đời trước, nên biết đây là tướng các Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền. Lại nữa, thiện hiện, lại có tướng các hành trạng khác, biết đó là Đại Bồ Tát bất thối truyền, ta sẽ chỉ dạy phân biệt rõ cho ông. Ông nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Thiện hiện thưa, kính bạch Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn chỉ dạy, chúng con rất muốn thích được nghe. Phật bảo thiện hiện, nếu các Bồ Tát thấy có nam tử nữ nhân, hoặc có đồng nam đồng nữ, đang bị phi nhân làm mê hoặc, chịu các khổ não chẳng thể xa lìa, liền nghĩ, nếu các Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, biết ta đã được ý muốn thành tịnh, thì thọ ký cho ta không thối lui nơi quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu ta từ lâu phát ý muốn thành tịnh, cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì xa lìa ý nghĩ thành thanh văn độc giác, chẳng đem ý nghĩ thanh văn độc giác cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu ta đời sau chắc chắn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì luôn làm lợi ích an vui cho tất cả loài hữu tình, cùng tận đời vị lai. Nếu các cõi trong mười phương hiện tại thật có vô lượng Như Lai ứng chánh đẳng giác, thuyết giáo pháp chân chánh lợi ích hữu tình, các Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác kia, thấy biết tất cả, hiểu rõ và chứng đắc tất cả, với tri kiến hiện có, các ngài biết ý muốn sai biệt của tất cả hữu tình, thì nguyện xin các ngài dù lòng từ bi chiếu soi những điều con đã nghĩ, và chân thật trí thành thưa, nếu con chính thật, có thể tu hạnh Bồ Tát, chắc chắn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cứu giúp dứt trừ hẳn khổ sanh tử cho hữu tình, thì nguyện nam tử nữ nhân này hoặc đồng nam đồng nữ này không bị phi nhân làm rối loạn, và phi nhân vâng theo lời con nói lập tức bỏ đi. Các Bồ Tát này khi nói lời như vậy, nếu phi nhân kia không đi, thì nên biết đó là Bồ Tát chưa được thọ ký thành bất thối truyền. Nếu phi nhân ngay khi đó bỏ đi, thì nên biết đó là Bồ Tát đã được thọ ký bất thối truyền. Lại nữa, thiện hiện, có các Bồ Tát chưa tu hành đầy đủ tất cả Phật Pháp, chưa nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát,
chưa khỏi bị ác ma làm rối loạn. Đối với các việc của ma chưa có thể biết rõ, chưa được thọ ký, không thối lui bồ đề, chẳng tự xét biết căn lành nhiều ít dày mỏng. Đối với sự mới tu hành được chút ít đã phát sanh tăng thượng hạn, học theo các Bồ Tát phát lời thệ nguyện chân thật trí thành, liền bị ác ma lừa gạt. Nghĩa là Bồ Tát kia thấy có nam tử nữ nhân, hoặc có đồng nam đồng nữ, đang bị phi nhân làm mê hoặc, chịu các khổ não chẳng thể ra lìa được, liền khinh suất phát lời thệ nguyện chân thật trí thành. Nếu ta đã được chư Phật quá khứ thọ ký đắc bất thối chuyển, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, khiến cho nam tử nữ nhân vân vân này không bị phi nhân làm rối loạn, phi nhân kia vâng theo lời của ta sẽ nhanh chóng bỏ đi. Các Bồ Tát này nói như vậy xong, khi ấy ác ma vì dối gạt vị này liền xua đuổi hối thúc làm cho phi nhân bỏ đi. Vì sao? Vì oai lực của ác ma mạnh hơn phi nhân kia, nên phi nhân vâng lời ma chỉ dạy lập tức bỏ đi. Khi Bồ Tát kia thấy những việc như vậy, vui mừng hớn hở nghĩ, làm cho phi nhân bỏ đi là nhờ oai lực của ta. Vì sao? Vì phi nhân kia vâng theo lời thệ nguyện của ta, lập tức buông thả những nam tử nữ nhân này, chứ không do nguyên nhân nào khác. Các Bồ Tát này chẳng thể biết rõ được đó là việc làm của ma, nên bảo đây là do năng lực của mình, dành vui mừng một cách sai lầm. Dựa vào đây khinh chê các Bồ Tát khác, nói, ta đã được chư Phật quá khứ thọ ký đắc bất thối chuyển vô thượng Bồ Đề, lời thệ nguyện đã phát đều đầy đủ. Các ngươi chưa được chư Phật thọ ký, chẳng nên bắt chước mà phát lời thệ nguyện, dầu cho có đạt kỳ hạn cũng hoàn toàn không có kết quả. Các Bồ Tát này chê bai khinh miệt các Bồ Tát khác, ỷ vào một chút khả năng sai lầm, đối với các công đức sanh thêm nhiều thứ tăng thượng mạng nên ra lìa quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Các Bồ Tát này do không có năng lực phương tiện thiện xảo, nên sanh trường nhiều loại tăng thượng mạng chê bai khinh miệt các Bồ Tát khác, nên tùy siêng năng tinh tấn mà vẫn rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác. Các Bồ Tát này phước đức mỏng, nên đối với hy thiện nghiệp đã làm và phát lời thệ nguyện đều là hành động theo việc của ma. Các Bồ Tát này chẳng thể gần gũi cung kính, cúng dường, tôn trọng ngợi khen các bậc thiện tri thức chân chánh, chẳng thể thưa hỏi về hành tướng của Bồ Tát đắc bất thối chuyển, và cũng không thể thưa hỏi và tiếp thu về sự nghiệp mà quân ác ma đã làm, do đây bị ma trói buộc càng thêm bền chắc. Vì sao? Vì các Bồ Tát này chẳng tu hành lâu xa sáu pháp đến bờ kia, ra lìa phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên bị ác ma lừa gạt. Vì vậy, Bồ Tát nên biết rõ hoàn toàn về việc khuyên tu thiện nghiệp của các ác ma. Lại nữa, thiện hiện có các Bồ Tát chưa tu hành lâu xa sáu pháp đến bờ kia, ra lìa phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên bị ma lừa gạt. Nghĩa là có ác ma vì muốn lừa gạt nên phương tiện hóa làm các thứ hình tượng, đi đến chỗ Bồ Tát nói thế này. Thiện nam tử ơi, bạn có biết không, chư Phật quá khứ đã từng thọ ký cho bạn thành đại bồ đề, bạn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề quyết định sẽ đắc chẳng còn thối lui, tên tuổi sai khác trong bảy đời của bạn, cho đến cha mẹ anh em chị em bạn bè dòng họ ta đều biết hết. Bạn sanh ở phương đó, nước đó, thành đó, ấp đó, trong xóm làng đó. Bạn sanh năm đó, tháng đó, ngày đó, giờ đó, sanh vào ngôi sao của thiên vương đó. Như vậy, nếu ác ma thấy Bồ Tát bẩm tánh yếu đuối, các căn ám độn, liền dối trá, thọ ký. Bạn nơi đời trước bẩm thọ căn tánh đã từng như vậy. Nếu thấy Bồ Tát bẩm tánh kiên cường, các căn sáng suốt lành lợi, liền dối trá, thọ ký. Bạn nơi đời trước bẩm thọ căn tánh cũng từng như vậy. Nếu thấy Bồ Tát ở A Lan Nhã, hoặc thường khất thực, hoặc thọ ăn một bữa, hoặc khi ăn chỉ ngồi một lần, hoặc chỉ ăn một bát, hoặc ở nơi gò mả, hoặc ở chỗ đất trống, hoặc ở dưới gốc cây, hoặc mặc y phấn tảo, hoặc chỉ ba y, hoặc thường ngồi không nằm, hoặc dùng phu cụ cũ, hoặc ít muốn, hoặc vui đủ, hoặc ưa viễn ly, hoặc ưa thiền định vắng lặng, hoặc đầy đủ chánh niệm, hoặc đầy đủ diệu tuệ, hoặc không trọng lợi dưỡng, hoặc chẳng quý danh tiếng, hoặc ưa cần kiệm, khiêm tốn, chân không xa dầu, hoặc ít ngủ nghỉ, hoặc lìa trạo cử, thích nói ít, ưa nói lời nhẹ nhàng. Ác ma thấy Bồ Tát này với những hạnh như vậy rồi, liền dối trá, thọ ký. Bạn nơi đời trước cũng đã từng như vậy,
Vì sao? Vì bạn đang thành tựu như vậy. Như vậy với công đức thù thắng mà thế gian đều thấy, thì biết rằng đời trước bạn chắc chắn cũng đã có những công đức thù thắng như vậy. Bạn nên tự vui mừng, chớ nên tự khinh. Bấy giờ các Bồ Tát kia nghe Ác Ma nói về công đức quá khứ vị lai và nói về công đức dòng họ, bạn bè, bản thân, tên tuổi, vân vân hiện tại, cùng khen ngợi vô số thiện căn thù thắng của mình, vui mừng hớn hở, sanh tăng thượng mạn, chê bai khinh miệt các Bồ Tát khác. Bấy giờ Ác Ma biết vị đó ngu độn, tối tăm, sanh tăng thượng mạn, khinh miệt các Bồ Tát khác, lại bảo với vị đó: Bạn nhất định thành tựu công đức thù thắng. Các đức Như Lai quá khứ đã thọ ký cho bạn. Bạn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề quyết định sẽ chứng đắc không còn thối lui, vì đã có tướng điểm lành trong hiện tại hiện ra như vậy. Bấy giờ Ác Ma vì làm rối loạn nên dối gạt hóa hiện những hình tướng người xuất gia hoặc hình tướng người tại gia, hoặc cha mẹ, anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc, bạn bè, thân hữu, phạm trí, sư chủ, thiên long, dược xoa, nhân phi nhân, vân vân, đi đến chỗ Bồ Tát nói như vậy: Các đức Như Lai quá khứ từ lâu đã thọ ký cho bạn thành đại Bồ Đề. Bạn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề quyết định sẽ chứng đắc không còn thối lui. Vì sao? Vì các hành tướng của Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, bạn đều có đủ, nên tự tôn trọng, chớ sanh nghi ngờ. Khi Bồ Tát này nghe những lời của Ác Ma xong, lòng tăng thượng mạn lại càng vững chắc thêm. Thiện hiện nên biết, như ta đã nói, tướng các hành trạng của bậc bất thối chuyển, các Bồ Tát này thật tình chưa có. Thiện hiện nên biết, các Bồ Tát này bị ma nắm giữ, bị ma làm rối loạn, chẳng được tự tại. Vì sao? Vì các Bồ Tát này, đối với tướng các hành trạng của bậc bất thối chuyển thật tình đều chưa có, chỉ nghe Ác Ma dối trá nói về công đức và tên tuổi vân vân, sanh tăng thượng mạn, chê bai khinh miệt các Bồ Tát khác. Thế nên này thiện hiện, nếu các Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên biết rõ về các việc làm của Ác Ma. Lại nữa thiện hiện, có các Bồ Tát bị ma khống chế, bị ma mê hoặc, chỉ nghe danh tự sanh chấp trước sai lầm. Vì sao? Vì các Bồ Tát này chưa tu hành đầy đủ 6 pháp đến bờ kia và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, do nhân duyên này nên làm cho ma được dễ dàng. Các Bồ Tát này không thể biết rõ năm thủ uẩn vân vân và vô lượng pháp môn khác, cũng chẳng biết rõ thời tướng các pháp danh tự hữu tình. Do nguyên nhân này làm cho ma được dễ dàng phương tiện hóa làm vô số hình tượng bảo Bồ Tát. Hạnh nguyện tu hành của bạn đã viên mãn sẽ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi bạn thành Phật sẽ đạt công đức danh hiệu như vậy. Nghĩa là Ác Ma kia biết Bồ Tát này luôn luôn suy nghĩ ước nguyện khi ta thành Phật sẽ được công đức danh hiệu như vậy, theo sự ước nguyện mà thọ ký cho Bồ Tát đó. Khi Bồ Tát này xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, nghe mà thọ ký nên suy nghĩ: Lạ thay, người này thọ ký cho ta sẽ thành Phật với công đức danh hiệu cùng tương ứng với ước nguyện từ lâu của ta. Do đây nên biết chư Phật quá khứ chắc chắn đã thọ ký cho ta thành đại Bồ Đề. Ta đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề quyết định sẽ đạt được, không còn thối lui. Khi ta thành Phật, nhất định sẽ được công đức và danh hiệu tôn quý như vậy. Các Bồ Tát này như vậy, Ác Ma hoặc quyến thuộc của ma, hoặc các sa môn vân vân bị ma khống chế thọ ký đời sau sẽ thành Phật với danh hiệu như vậy, như vậy thì kiêu mạn càng tăng, nghĩ: Ta đời vị lai chắc chắn sẽ thành Phật, đạt được công đức danh hiệu như vậy, các Bồ Tát khác không thể bằng ta. Thiện hiện nên biết, như ta đã nói, các tướng hành trạng ở địa vị bất thối chuyển, các Bồ Tát này đều chưa thành tựu, chỉ nghe ma nói thành Phật với danh hiệu hư dối, liền danh kiêu mạn, khinh miệt, chê bai các Bồ Tát khác. Do đó mà các Bồ Tát này xa lìa quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Các Bồ Tát này xa lìa phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa, lìa bỏ bạn lành, bị bạn ác khống chế nên phải rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác. Thiện hiện nên biết, các Bồ Tát này nếu có thân này lại được chánh niệm, trí thành sám hối lỗi lầm, để bỏ tâm kiêu mạn, gần gũi cúng dường, thiện hữu trần tịnh, thì người đó dù luân hồi trong sanh tử nhiều đời, nhưng cuối cùng lại nương theo Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, lần lượt tu học sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề.
Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này, nếu có thân này mà chẳng đắc chánh niệm, chẳng thể sám hối lỗi lầm, chẳng để bỏ tâm kiêu mạn, chẳng ưa nương gần bạn lành chân tịnh, thì những Bồ Tát đó nhất định luân hồi trong sanh tử nhiều đời. Sau dù có tinh tấn tu tập các thiện nghiệp, nhưng vẫn rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác. Ví như Bí Xô cầu quả thanh văn, đối với bốn tội trọng, nếu phạm một tội nào thì liền chẳng phải là sa môn, chẳng phải là đệ tử của Đức Thích Ca. Người đó ngày hiện tại nhất định chẳng thể đắc quả dự lưu, vân vân, vọng chấp hư danh Bồ Tát cũng như vậy. Chỉ nghe mà nói thành Phật với danh xuông, liền sanh tâm kiêu mạn khinh miệt, chê bai các chúng Bồ Tát khác. Nên biết tội này nặng hơn tội Bí Xô hủy phạm bốn tội trọng gấp vô số lần. Để việc Bí Xô phạm bốn tội trọng qua một bên, tội của Bồ Tát này hơn tội ngũ vô gián cũng gấp vô lượng lần. Vì sao? Vì các Bồ Tát này thật sự chẳng có các công đức thù thắng. Nghe ác ma nói về việc thành Phật và danh tự hư thối, liền kiêu mạn khinh chê các Bồ Tát khác. Do đó nên tội này hơn tội ngũ vô gián gấp vô lượng lần. Do đây nên biết, nếu các Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì nên biết rõ về sự thọ ký với danh hiệu hư dối là việc làm vi tế của ma. Lại nữa, thiện hiện có các Bồ Tát tu hạnh viễn ly, nghĩa là ẩn nơi núi rừng, đồng trống, hoàng